À, xin chào tất cả các bạn à, đây là cái chương trình mà nó nằm ở trong chuỗi chương trình uh, kéo dài trong vòng một năm liên tục cùng nhau ở trong cái chương trình này thì chúng ta sẽ phải vận động nhiều hơn uh, để chúng ta có những cái thể trạng để thể, thể lực tốt hơn ở trong cuộc đời chúng ta cái uh, quyết định đến chất lượng cuộc sống đó là cái trạng thái cơ thể trạng thái cơ thể của bạn mà tràn đầy năng lượng thì cái cảm xúc của bạn sẽ vô cùng tích cực cái cảm xúc của bạn lúc nào cũng thăng hoa và các bạn có thể làm được bất kỳ điều gì mình muốn và cái những cái hiệu suất hiệu quả những cái việc bạn thực thi nó sẽ trở nên là rất là tuyệt vời và những mối quan hệ của bạn uh, cũng trở nên vô cùng tuyệt vời hơn và thông qua những cái, cái điều tuyệt vời đó bạn sẽ thu hút cho mình về mình tiền bạc nhiều hơn và kiến tạo cho mình cuộc, cuộc sống vô cùng tuyệt vời hơn chính vì thế cái chương trình chạy ngay đi uh, được tổ chức hàng tháng của chúng tôi được tổ chức hàng tháng và đây là một cái chương trình mà chúng ta sẽ chạy vùng quanh hồ tây vâng chạy vùng quanh hồ tây uh, với cự ly cỡ khoảng 17 km và việc của các bạn là cần phải cài trên điện thoại của chúng ta một cái app có tên là Java và chúng ta sẽ cạnh chạy theo một cái bản đồ định sẵn ở trên cái Java đó và đội nhóm của chúng ta sẽ chạy từ lúc bắt đầu có mặt ở chùa Trân Quốc vào lúc là 4 giờ 30 phút sáng sớm chúng ta sẽ tham gia vào khởi động khoảng 20 phút trước giờ bắt đầu và đúng 5 giờ đúng 5 giờ sáng chúng ta sẽ thực hiện cái bài tập về thể lực đó là chạy vùng quanh hồ tây cái thời gian tối đa để bạn bạn hoàn thành cái bài tập này là 2 giờ 30 phút. Vâng, đây là một cái thời gian à, vừa phải để cho những bạn à, mạnh nhất đến những, những bạn có thể lực chưa mạnh bằng có thể là hoàn thành được cái bài tập này và chúng tôi sẽ đóng đường chạy trong thời gian là 2 giờ 30 phút. Và việc của bạn hãy cuốn dung phía dưới video này à, để lại thông tin à, để lại đăng ký và sẽ chạy cùng chúng tôi. À, đây là cái giải gọi là giải catching mở rộng. À, thứ nhất là toàn bộ thành viên tham dự cái khóa huấn luyện của tôi trong chương trình một năm Uh, đây là một cái bài tập để giúp cho tăng cường cái thể lực và qua cái uh, tăng cường thể lực thì sẽ giúp cho cái trạng thái cảm xúc của chúng ta luôn liên tục được tích cực và để kiến tạo lên những một cuộc đời mới. Và đây là cái giải catching mở rộng có tên là chạy ngay đi uh, sẽ cho những bạn mà chưa nằm trong cái chương trình huấn luyện của tôi có thể tham gia được. Nếu bạn muốn cải thiện uh, cái thể lực của mình, muốn bạn muốn uh, nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, nếu bạn thiết lập những mối quan hệ tuyệt vời hơn thì hãy chạy cùng chúng tôi, chạy ngay đi. Chạy ngay đi.